chúng ta thấy được tinh thần và những cái động thái đến từ Peanut cùng với các tuyển thủ Hawaii vẫn đang rất là tự tin. Mặc dù anh ta chia sẻ là mặc dù là thua trước Genji, nhưng đó là một cái trận thua thực sự rất là căng thẳng với 3 ván thi đấu, chứ không hề là một trận thua bàn nhược. Và chắc cái một thông điệp mà Peanut muốn gửi tới Genji là đời đấy và chúng tôi vẫn sẽ báo thù. Nhưng mà trước hết thì họ phải đánh bại được LaQuest cái đã. Biết đâu ngày hôm nay LaQuest là có những sự lựa chọn gì thì sao? Là họ phải chọn thêm cả LaQuest là biệt đội để có thể báo thù tiếp nữa thì cái clip báo thù hơi nhiều cũng hơi mệt đấy. Cho nên chắc chắn ngày hôm nay họ phải quyết tâm là gỡ một cái ra, chứ cũng sẽ hơi mệt. Và đặc biệt hết là FlyQuest. Thật sự thì tôi rất ấn tượng FlyQuest. Đó không phải là câu chuyện họ tán như thế nào hay là họ làm sao. Cái quan trọng là cái cách mà họ chơi của mọi ván trận đấu. Tôi thích cái cách mà họ tận hưởng. Tôi nghĩ đó cũng lý do tại sao mà họ đánh bại được Team Liquid ở trong trận đấu chung kết tổng đấy. Họ cũng giành chiếc cúp cũng với một cách rất lạ thường. Nói chung những sự ấn tượng đến từ đại diện số 1 của LCS đang để lại trong tôi rất nhiều. Và quan trọng hết là ở trong mọi ván thi đấu chúng ta sẽ chờ đợi một cái gì đó đến từ đại diện này. Và trong thế giới lần này với họ thì bạn đã thấy rằng là cái cách mà họ thi đấu, cái sự chuẩn bị của họ nó có được những cái sự khác biệt so với tất cả những đội còn lại. Đồng ý. Cái ván, cái trận đấu mà họ thắng trước Gam là Concern rất là ấn tượng với cái khả năng đổi đường, một cái sự lựa chọn đưa ra cuối cùng rất là thành công trước Gam. Cái trận mà họ thắng trước bên phía của PG Tà Long cũng là cái trận đấu mà Cassiopeia được mang ra rất là thú vị. Nhưng tôi nghĩ là dự đoán thì cũng không có khác gì. Ừ đúng này. Rồi, chuẩn bị nè, nhìn lên một vàng không có like hết nè. Thấy không? Rất... Bây giờ kể cả anh Trí, người mà gọi là lạc quan nhất từ đó tới giờ mà anh ấy còn nghĩ là... Giờ này anh ấy bớt lạc quan rồi. Đúng rồi, đúng bớt rồi. Lạc quan rồi. Anh Trí bớt lạc quan rồi. Vậy giờ này anh Trí tỉnh táo rồi. Tỉnh táo. Không có lạc quan như ngày trước nữa. Chắc khoảng này gần đây chắc cũng gọi là ít uống thuốc giảm đau lại rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái thời điểm hiện tại để mà đánh giá Hanwalai thấp hơn FlyQuest thì chỉ có khó. Thể là fan cuồng hoặc là những cái người đến từ FlyQuest mà thôi. Chứ còn về màn trình diễn, đúng là có những cái sự đột biến và sáng tạo đến từ bên phía của FlyQuest. Những câu chuyện rằng người ta được đánh giá trên những cái màn trình diễn trong những ván đấu đến từ bên phía của Hanwalai. Họ thể hiện trước Gen.G một cái ván đấu mà sự sắc đến từ D-Line. Họ cũng có những mảng chiến thuật khởi đầu với là Gen.G. Nhưng cái đột biến cuối cùng từ Gen.G trong cái ván đấu chính là con chút nó mang ra và rất là khó để có thể phản ứng đến từ bên phía của Hanwalai Sport. Nhưng bây giờ đối thủ là được xe học đó gọi là đã mềm hơn một chút xíu dành cho các Hanwalai. Khói đã lên, đèn đã sáng và các tuyển thủ của hai đội tuyển đã bước ra sân. Và nếu như cái hướng di chuyển này thì lại là Hanwalai đội 1 mà thôi. Và rõ ràng là con Yone vẫn sẽ là con tướng tranh chấp. Meta này là meta của Zeka, không cần bàn tới luôn. Yone sự lựa chọn số 1 và Zeka đã có rất nhiều những thắng với lại con bài này, kể cả là ở đợt LCK và bây giờ là chung kết thế giới. Thì biết đâu đó chúng ta sẽ nhìn thấy được một sự lựa chọn thú vị. Nhưng FlyQuest bây giờ sẽ có hai trường hợp, một là ban con Yone, hai là họ sẽ có một cái gì đó để sẵn sàng đợi nó. Một trong hai thôi. Tôi nghĩ là trường hợp một nó dễ dàng. Tôi nghĩ nó dễ hơn thôi, sách vô ban cho rồi. Chứ bên phía đội 2 thì đồng ý là sẽ có được những sự lựa chọn thú vị trên phía FlyQuest ở đâu với Hanwalai. Nhưng vì đây là BO3 chứ không phải là BO1. BO1 thì bạn có những cái bài vở mảng miếng thú vị mang ra cũng được, như cách họ đó đâu với PG Talon. Đồng ý. Nhưng mà còn đây là BO3, tôi nghĩ rằng khả năng thích ứng là cái điều rất là quan trọng dành cho phía của Hanwalai. Còn với Hanwalai thì phía đội 1 thật ra bao bức cho họ rất là nhiều nha. Những vị tướng như là Rumble, những vị tướng như là con Vi rất là dễ dàng vận hành với cách chơi đến từ bên phía của Hanwalai. Đối với các đội tuyển LCK thì thực sự bây giờ những bao vết đang mở ra quá nhiều. Và khi mà họ nằm ở đội 1 thì cái lợi thế về cấm chọn nó đang nằm về bên phía của họ. Chúng ta nhìn thấy như nãy giờ chúng ta kể rất nhiều rồi, Vi, Yone, rồi Aurora, rất nhiều vị tướng đang được mở ra dành cho Hanwalai trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Và nhìn về mặt tinh thần thì chúng tôi cũng thấy được là Hanwalai cũng đang rất là tự tin mà thôi. Họ sẽ bước vào trận đấu này với tâm thế là cửa trên. Thực ra là như vậy. Tại vì đâu có bất cứ... Bây giờ chúng ta nhìn về lịch sử đấu, chúng ta nhìn về sức mạnh khu vực hay là tất cả những yếu tố, thì rõ ràng đại diện số 1 của bên phía LCK sẽ được đánh giá cao hơn đại diện số 1 của LCS rồi. Chúng ta đến ngay với cấm và chọn cuộc đối đầu giữa Hanwalai và FlyQuest được tài trợ bởi Omen 2x. Nhưng đây sẽ là một trận đấu cho cái seed 1 của khu vực lớn đầu tiên và tứ kết. Đúng rồi. Tại vì với 3 đội đã vào đều không phải là seed 1. Và đây sẽ là cơ hội cho hoặc là seed 1 của LCS hay là seed 1 của LCK. Tại vì đến thời điểm hiện tại chúng ta có 3 đội vào, không đội nào là seed 1 cả. Đồng ý. POG với seed 1 vẫn đang chật vật ở nhóm 1-2. G2 ngày mai sẽ có một cuộc chiến là T1. Trong khi đó thì Hanwalai và thêm cả đó là FlyQuest sẽ phải cạnh tranh nhau chiếc vé thứ 4 và tứ kết. Tôi cảm giác là Hanwalai cũng nhận ra một điều đó là con tướng rất lỗi trong tay của Inspire, đó chính là con Ivan. Còn anh Trung đứng lên anh bức xúc gì thế? Tôi bức xúc tại vì tôi nghĩ rằng trường hợp thứ hai nó đã xuất hiện. Bây giờ không biết là xách cái gì ra để đánh với lại con Yone thôi. Đấy, Cassiopeia thấy chưa? Thú vị, thú vị.
Nhưng mà thật ra khi nãy thì chính Showmaker cũng đã làm giảm tỷ lệ thắng của một con Yone rồi. Ngày trước trước khi mà trận đấu đầu giữa anh phía của máy lên coi cái ván cuối khi trọng tài của Fresco Wii đang là 18-4, còn vừa rồi thì đó là 18-5. Nhưng mà đang không chọn là Sejuani, họ đang xoay qua xoay lại, tôi nói hơi liếu, xin lỗi các bạn. Xoay qua xoay lại thì Vi và thêm cái đó là một con Sejuani để xem. Sejuani rất là chuẩn bài nha, một combo rất là quen thuộc từ cái bộ đôi hiện tại mà thôi. Với sự xuất hiện nhiều của Yone như thế này, tôi cứ linh cảm là sau kỳ chung kết thế giới này sẽ có skin cho con này. Đúng không? Ừ, tức là một... tại vì cái số lượng người chơi con tướng này đang nhiều. Con này nè, con này nè, con này mới hay nè, con này mới hay nè. Đừng lóc con Samira đi, lóc con Samira đi hai Viper. Ừ, hơi mệt đấy, cái tầm bắn cỡ đó bị đang bắn giữa chừng bạn bị con Kasuba nó quất một hơi thì cũng hơi mệt. Nhưng mà nên... có vẻ như Hanwalai đang hướng dẫn cái DK cách sử dụng cái bộ ba này với con Zac, với con Sejuani này và thêm cả đó một con Yone. Nhưng bên phía bên kia thì lọc đội hình trên diện rộng nếu như khóa là Aomu. Wow, đây không phải là lần đầu tiên Aomu được xuất hiện. Đồng ý. Lần đầu đã có anh cho anh ta có Inspire rồi, nhưng đó là trận thua của anh ta trước bên phía của DK. Còn bây giờ gặp lại hạt giống số 1 của LCK cũng là Aomu, nhưng kết hợp với lại là một con Cassiopeia không vượt đường giữa, để xem nếu như là một con tướng đi rừng không được cấp độ 6 để tấn công dễ dàng hơn thì tôi nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Nhưng đem đội hình là cấp độ 6 phối hợp với nhau một combo rất đẹp đến từ bên phía của FlyQuest. Thực ra là phía của FlyQuest đang có rất nhiều hướng để mở ra, tại vì hoàn toàn chúng ta đã từng thấy cặp đôi Kalista Mu xuất hiện ở đường dưới rồi, cho nên đây là một cái lối cấm và chọn đến từ FlyQuest, nó đang mở ra rất nhiều thứ ở giai đoạn phía trước. Nhưng thì khó lắm anh Thiên à. Meta đó là meta ngày trước khi Amo xuất hiện được vị trí hỗ trợ, chứ còn bây giờ thì Amo xuất hiện hỗ trợ thì nó không dễ để vận hành cũng được. Thật ra với đội 2 thì nó vẫn là một sự lựa chọn được mà thôi, khi mà lượt 4 khả năng khá cao chọn cho mình nó đường trên từ FlyQuest để đối đầu với phía bên kia là một con Zac, thì để xem họ có hoán chuyển Amo này hay không. Nhưng bây giờ thì Hanwha bắt đầu cắm đi hỗ trợ, họ cắm đi đó là Leona, bên này cắm đi Rakan. Chưa xuất hiện cặp đôi khu vực đường dưới đến từ bên phía của Hanwha. Cần sát thương phép không nhỉ? Đội hình của Hanwha đang giống như cái đội hình lúc nãy của DK. Hanwha nên cân nhắc con Reata nha. Thật ra con Reata này mà nó bên đội hình của FlyQuest á, một cái hơi đẹp của nó thôi là ba thành viên kia cũng sẽ gặp vấn đề và khả năng nhảy vào. Cho nên họ sẽ cần phải cân nhắc vị tướng này. Nhưng nếu như bây giờ họ cấm vị tướng này thì chúng ta sẽ có thể thấy được một reo trong đội hình này của FlyQuest. Đó là trường hợp thứ hai. Sau khi mà như vậy là họ sẽ quyết định là nhả Reta ra. Họ cảm giác Reta class có thể sẽ bị hắc chế nếu như mà họ tràn và họ đánh nó trước. Cho nên quyết định bỏ luôn. Tôi nghĩ là nếu như cấm con Reta thì đối phương sẽ chọn Rare thì Bobby. Đội hình với đội hình này rất là khó để vận hành tại Hanwha Live. Nhất là Bobby. Còn đối phương chọn Bobby thì cũng được, cho nên là đây là tình huống tôi nghĩ rằng họ thả ra cả hai hỗ trợ. khó chịu và xua tên nhá con chích mà con mà khiến cho phía của Hanwha Live có được những cái sự khó khăn và phải xuống trận đấu này. Nhưng bây giờ Urgot là một sự lựa chọn đối đầu với là một con Zac bên phía bên kia, một sự lựa chọn rất là thú vị từ Viper và thật ra rất thành công nha. Chúng ta nhìn thấy được là vị tướng này xuất hiện khá là nhiều ở cái kỳ quốc tế trước rồi. Ở trận đấu này thì chỉ loại bỏ Zeke mà thôi, Kai'Sa vẫn còn đó để bổ sung một lượng sức mạnh phép thuật dành cho phía Hanwha Live. Ở đội hình này thực sự là rất tròn form và đẹp dành cho Hanwha Live nha. Reta rồi, tôi nghĩ là Reta. Tại vì bây giờ những vị tướng kia thì họ tức là như này là công cụ để chống lao vào đội tập FlyQuest không phải là không có. Ít nhất là cái khinh thị của Urgot vẫn có thể phát huy được trong một cái khoảnh khắc nào đấy. Nhưng trước hết, hai cái chiêu cuối của Cassiopeia cũng như là cái chiêu cuối của Amu là đã đủ. Cái cần đến từ FlyQuest là một cái tác dụng phụ, thì Reta class là cái công cụ rất tốt là câu chuyện đó. Bây giờ FlyQuest họ đã hoàn thành xong những sự lựa chọn. Có một cái điểm đặc biệt là đây là những sự lựa chọn đi đường rất ổn. Kasuba đi với Yone thì không cần bàn tới, là cái sải tay dài sẽ có một vài lợi thế trong khoảng thời gian ban đầu. Urgot ở khu vực đường trên, nếu như mà anh ta chơi kiểu nhúng nhường tí xíu thì vẫn sẽ có lợi thế. Đường dưới thì không cần bàn tới, Kalista và Reta class đây là một cặp cực kỳ nguy hiểm. Thêm nữa là cái đội hình này có hai cái chống lao vào, đó chính là chiêu cuối của Reta. Nhiều và nhiều, thậm nhiều. Chí là một cái bãi sình của con Salai. Giờ này mưa quá nên có bãi sình đúng không? Hiểu. Và thậm chí là cái kèo đấu đi đường thì cái Salai này nó cũng gây khó chịu cho Yone nhiều lắm, như tình huống bằng E lên. Và khi dậm phải 7 Salai thì ăn chiêu rất là nhiều. Công cụ rất nhiều, nói chung là họ sẽ dư sức. Nhưng quan trọng là hết là họ giao đa nổi hay không thôi. Và tất cả đã sẵn sàng. Ngay bây giờ xin mời các bạn hãy đến ngay với ván thi đấu đầu tiên của cuộc đối đầu giữa Hanwha Live Sport và FlyQuest cùng với bàn bình luận của chúng tôi. Các bạn khán giả đang đến với cuộc đối đầu giữa Hanwha Live và FlyQuest. Đây là hai hạt giống số 1 của hai khu vực là LCK và LCS. Nhưng bất ngờ thay, họ đang lại gặp nhau ở tại cái thời điểm này. Cũng là một khu vực, chính xác là cũng là một cái thời điểm gặp nhau cũng khá là dễ hiểu mà thôi. Khi đây là nhóm 21 đều có những cái đội tuyển
thực sự là máu mặt ở đây. Hangulai thì để thua trước các thành viên của Gen Z trong một trận đấu cũng thực sự là cân tài cân sức. Còn trong khi đó thì bên phía của FlyQuest họ lại đang có được một cái phong độ rất tốt khi đã giành chiến thắng ở trong nhóm gọi là một đều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những bước di chuyển đầu tiên giữa các thành viên của Hangulai Sport bên phía đội xanh và FlyQuest bên phía đội đỏ. Một cái sẵn sàng tấn công dành cho Weibo ở khu vực đường trên. Đó đầu với lại con rắc phía bên kia của Doran cầm một cái quyền này bất diệt. Thật ra kèo đấu này cũng là kèo đấu mà tôi nghĩ rằng khúc đầu con Urgot vẫn sẽ có một chút lợi thế về cái chất tướng và cái sợ tay để có thể đè nén vào con rắc phía bên kia. Con rắc thì ở khoảng về sau cỡ tầm có được 1.5 đồ thì sẽ là một cái ngưỡng để cho con rắc này bật ngược trở lại. Thì để xem hai bên sẽ chú trọng như thế nào về những điều kiện thắng của mình đây. Khi mà nhìn sang bên phía của FlyQuest, chúng ta không thấy những vị tướng thường xuyên xuất hiện trong meta đến từ đội hình này, mà chủ yếu là những vị tướng thuận tay mà thôi. Urgot là một chất tướng mà Weibo cũng đã sử dụng rất nhiều lần rồi ở tại quãng thời gian mà anh ta còn đang thi đấu tại trời Âu. Bây giờ thì chuyển sang với khu vực là Bắc Mỹ. Inspire Amu cũng là chất tướng mà anh ta rất là yêu thích, cũng là một vị tướng mà anh ta đã sử dụng tại chuỗi giờ hôm nay. Tương tự là câu chuyện của Cassiopeia với Quad. Thì để xem bên phía của FlyQuest họ sẽ vận hành bộ đội hình này như thế nào. Những cái bước đi đầu tiên đến từ cả hai bên đều chỉ mang tính chất là phòng ngự, nhưng mà Viper với Delay di chuyển lên khu vực nửa trên, nhiều khả năng là sẽ có đổi đường từ bên phía của Hanolai, cũng dễ hiểu mà thôi. Vì cặp đôi Kai'Sa cộng với Lyrael ở trong khoảng thời gian đầu sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn. Chưa kể đó là hai đường cánh đến từ bên phía của Hanolai, nếu như họ vận hành theo kiểu bình thường thì chắc chắn đều sẽ là hai đường cánh thua và sẽ dẫn đến áp lực dành cho Binet. Tôi nghĩ là như vậy. Và đó lý do vì sao bên phía Hanolai sẽ chủ động đổi đường ở trong cặp trận này để đảm bảo rằng cả rắc của Doran ở phía cánh trên cũng sẽ không bị thua thiệt so với Urgot của Wipo ở trong cặp đầu tiên, tương tự là câu chuyện ở đường dưới với Viper và Delay. Còn Zeka cũng sẽ có được sự hỗ trợ đến từ người chơi hỗ trợ của bên mình mà thôi. Đứng dưới thì bên phía của FlyQuest họ cũng đang để cho Busio lên khu vực đứng giữa này, đảm bảo cho Quad không bị cấu rỉa máu quá nhiều. Trong khi đó thì Masu sẽ tích một lính lớn và sau đó đẩy vào và bóc được càng nhiều lúc kinh trụ càng tốt, và có thể ép đi dịch chuyển của thành viên nào đó. Hai con mắt cắm khá kỹ từ bên phía của Hanwalai, nghĩa là FlyQuest họ biết được rằng đối phương đã cắm mắt bên trong bãi bồi đổ của mình, cho nên bản thân Inspire muốn đi vòng để có thể tìm kiếm một cái cơ hội lòn lên khu vực nửa trên. Nhưng mà đều là những cái đường đi đã bị nắm bắt từ trước của Hanolai, cho nên khả năng can thiệp lên khu vực đường trên sẽ hơi khó. Viper sẽ cố gắng là giữ vị trí an toàn mà thôi. Còn trong khi đó Doran sẽ dịch chuyển xuống khu vực phía dưới, đón đợt lính tốc biến khinh thị giữ chân thành công. Xét thương này bắt đầu chồng vào và Viper bắt buộc phải mất tốc biến. Sức mạnh đến từ Urgot trong những cấp độ đầu tiên, và thậm chí là tốc biến ở khu vực này tiếp cận vào người của Quad. Quad mất tốc biến theo, giữ được nội tại và có được hàng cục chiến cấp đầu dành cho bên phía của Hanolai. Đó là một tình huống xử lý thông tin rất tốt đến từ bên phía của Hanolai Esports. Khi mà đã có tình huống dịch chuyển xuống đến từ Doran thì có một tình huống tấn công ở cánh trên đến từ bên phía FlyQuest, nhưng ngay lập tức ở đường giữa cũng là Peanut cùng với Delay tiếp cận vào vị trí của Quad một con Cassiopeia. Kể cả có tốc biến đi chăng nữa thì bạn cũng không thể thoát được trong tình huống vừa rồi. Rất may là Inspire vẫn có thể giữ bộ đỏ cho mình, nhưng đó là những cái lợi thế nho nhỏ dành cho Peanut trong khu vực rừng. Nhưng cần phải cẩn thận khi mà Viper ở cánh trên lại ta không còn tốc biến nữa, sẽ là một mục tiêu có thể dễ bị nhắm tới. Tuy nhiên bây giờ thì cái vòng rừng của Inspire hiện bị đẩy xuống dưới và thậm chí là hỗ trợ Busio cũng đã di chuyển xuống khu vực dưới rồi, cho nên bản thân Weibo khu vực đường trên anh ta sẽ không có quá nhiều cơ hội để có thể tiếp cận vào người của Viper. Còn khu vực nửa dưới thì Doran chắc là cũng sẽ hài lòng với những tình huống là dùng phản công để tránh việc đối phương cấu điểm bỏ của mình. Còn khu vực giữa đang là những cái thời điểm khó thở dành cho Quad. Sức mạnh đến từ JK đang được phát huy. Anh ta được nhận rất nhiều sự hỗ trợ đến từ Delay không đứng giữa để có thể giúp cho cái kèo đấu giữa chất tướng tay ngắn Yone không bị thua thiệt quá nhiều so với chất tướng tay dài của Quad bên kia. Và thậm chí anh ta còn đang là người có chỉ số farm nhỉnh hơn nhờ vào tình huống mà Quad nằm xuống từ trước đó, cộng thêm khả năng farm tốt đến từ Zeka nữa. Thì mọi thứ đến từ bên phía Hanolai đang diễn biến đúng theo những gì họ đề ra kèo ban đầu, đó là họ chủ động đảo đường, họ có một đường giữa có được lợi thế trong một cái kèo đấu tay ngắn với tay dài, họ có một xạ thủ farm hòa so với xạ thủ bên kia trong một kèo mà lẽ ra bạn phải thua, nhưng nhờ đảo đường thì bên phía Hanolai đã có được những cái lợi thế nho nhỏ ở trong khoảng thời gian đầu tiên này. Bù lại thì FlyQuest cũng có được hai lúc kinh trụ dành cho Masu, những cái nhịp canh biến về rất là tốt từ bên phía của Hanolai để có thể quay ngược trở lại với khu vực đường cần thiết. Và Viper từ nãy đến giờ anh ta là người được hưởng lợi nhiều nhất, mặc dù là không có lấy những kinh trụ ở khu vực nửa trên, nhưng chắc chắn về lượng chỉ số lính Viper đang rất hài lòng với chỉ số lính như thế này. Chưa kể đó là cái vòng rừng đến từ bản thân của Peanut cũng đang tương đối thoải mái, cứ cho là con Amu farm nhanh đi, nhưng mà bằng hai pha áp lực đến từ bên phía của Hanolai, một pha ra khu vực đường giữa, một pha vào rừng, thì bây giờ Inspire chỉ có thể gọi là chấp nhận farm hoang ngang so với lại Peanut phía bên kia. Rõ ràng đó là những cái điều rất tích cực đến từ tình huống đảo đường của Hanolai Sport. Và kéo trên Doran cũng không gặp khó khăn gì cả, mặc dù bây giờ anh ta đang thua thì một chút xíu về mặt cấp độ so với Weibo thôi, anh ta cũng đã gần có trong cấp độ 5 rồi. Bây giờ thì một đường dưới của FlyQuest vẫn sẽ ở dưới đây để có thể kiểm soát con rồng. Inspire đã ăn được một con cua từ trước đó,
Và đây sẽ là rồng đất, một con rồng cũng khá là khó để cho cả hai bên tiếp cận vào trong những cuộc đấu tiên này. Lượng sát thương nó gây ra cũng như là khả năng chống chịu con rồng đất cũng là khá đáng kể. Cho nên cũng rất là mất thời gian để cho bên phía của FlyQuest cũng như là Hangolive có thể tiến ra mục tiêu này. Một ưu tiên nó dễ dàng hơn sẽ là sâu không. Thì để xem bên nào sẽ là bên chủ động tấn công vào mục tiêu này đầu tiên. Tổng biến mà thuật không để làm gì cả. Nó chỉ có thể là áp lực mà thôi khi mà Venus cũng đã đi qua tầm nhìn của FlyQuest. Thật ra lợi thế đến từ bên phía của FlyQuest vẫn sẽ có ở khu vực đường trên. Nơi mà Weibo đang farm hơn so với Doran phía bên kia. Tại vì bản thân Doran là người phải hy sinh những cái quay lính đẩy để giúp cho Viper là người được hưởng tài nguyên nhiều nhất. Nói chung là bây giờ là thành cái thế một bên là nhường được tài nguyên cho sở thủ, một bên thì đường trên là người cầm tài nguyên nhiều. Cho nên FlyQuest sẽ có một cái cơ sở đánh ở khu vực hang sâu nếu như mà Weibo tận dụng tốt được những tài nguyên mình đang cầm. Anh ta vẫn đang giữ được một đợt lính khá là ổn định. Và bây giờ thì cái thế lính đang ngang nhau rồi. Và nó khiến cho Doran vừa rồi là người đẩy lính trước. Và anh ta đã có cấp độ 6 trước, mở chiêu cuối lên. Bắt đầu gõ cấp độ 6 lợi thế từ bên phía của Doran. Và bỗng dưng cái tài nguyên đến từ Weibo có được với cái lượng đồ giàu hơn, nó bị mất đi hoàn toàn với một pha on-in của Doran khi mà ta có được cấp độ 6 trước. Thậm chí là pha này có thể tiến hành băng trụ. Nơi mà Inspire đang ăn rồng ở nơi dưới thì chắc chắn là không có sự hỗ trợ. Weibo cấp độ 6 rồi, bắt đầu dùng khinh thị. Chiêu cuối đâu? Chiêu cuối vẫn đang chưa tung, và chiêu cuối tung trượt từ Weibo, và kết quả là băng trụ thành công. Mọi thứ đang thật sự là tệ cho FlyQuest. Một tình huống mà không hiểu là FlyQuest chính xác là Weibo đã xử lý cái tên lính đó kiểu gì. Và để rồi Doran là người lại có được lợi thế mặt kinh nghiệm so với Weibo phía bên kia. Weibo ở thời điểm đó anh ta chỉ cần một con lính nữa thôi là sẽ lên được cấp độ 6. Trong khi đó Doran đã là khoảng chừng 1/5 ống kinh nghiệm của cấp độ 6 lên 7 rồi. Và ngay lập tức mở chiêu cuối lên để lấy máu rất tốt đến từ Doran. Peanut tiện đường, anh ta khai thác được một điểm hạ gỗ cánh trên. Anh ta có được cho mình đó là con sâu không đầu tiên để bù lại với đối phương là có được một con rồng. Còn đường giữa thì sao đây? Đường giữa nơi mà JK gặp khó khăn, nhưng đó là con lính. Một con lính che khỏi cú bắt tay của Busio và kết quả là JK vẫn an toàn. Trong khi đó Inspire thì cũng tận dụng tốt cái việc đó, chính là bên phía bên kia người ta đã găng rồi. Thì mình sẽ có thời gian để có thể kiểm soát lại những cái bãi sau. Chưa kể Weibo cũng có dịch chuyển để có thể quay ngược trở lại khu vực đường. Tôi nghĩ rằng là cái pha đó nếu như mà Weibo anh ta chủ động dịch chuyển thì sao? Biết đâu đó cái quay lính đã có thể là một cái quay lính không phải là quá xấu dành Weibo rồi. Có thể là tìm một tính toán kinh nghiệm sai lầm đến từ Weibo mà thôi. Bởi vì cái quãng kinh nghiệm chênh lệch giữa Doran và Weibo nó không quá nhiều. Chiều cuối ngay lập tức bị cancel. Đó là JK với tình huống giật bóng về rất tuyệt vời. Một tình huống gọi là câu đủ chiêu của JK. Tại vì ở cái thời điểm mà con Kasubia tung ra cái hóa đá thì nó vẫn có một cái hoạt ảnh nhỏ để cho JK có thể xử lý. Và anh ta đã xử lý quá tốt rồi thứ vừa rồi. Có lợi thế ở khu vực đường giữa và đường trên thì những cái lợi thế mà Weibo cầm được trong khoảng đầu nó mất đi dần dần. Bây giờ sẽ lúc Doran bắt đầu tìm kiếm những cái lớp khiên trụ. Weibo có định làm gì hay không? Tôi nghĩ hình như là không, hơi khó. Cố gắng để lấy máu đối phương mà thôi, nhưng mà cũng không tìm được nữa khi Doran cũng đã lùi về rất nhanh rồi. Hanglai Sword đảo đường lên cánh trên dành cho một đội đường dưới Viper Delay. Đây là quãng thời gian đã qua phút thứ 5, cho nên là tốc độ lấy khiên trụ ở khu vực đường trên cũng sẽ nhanh, không khác gì ở khu vực đường dưới cả. Và né cặp đôi đường dưới của FlyQuest cũng sẽ là một cái điều gì đó an toàn để cho Viper có thể tiến tới với những món trang bị tiếp theo. Nhưng mà tạm thời bên phía FlyQuest cũng đảo đường, cho nên là cũng chưa có nhiều lắm những cái lợi thế đến liên tiếp dành cho bên phía của Hangolai Sport. Và cũng chưa thể nào đọ sát thương được bên kia khi Matsu đã cầm cho mình đó là giày cuồng nộ và một cái khung gỗ rồi. Trong đó thì Viper cũng là những cái mảnh nhỏ để có thể lên được giao điện mà thôi. Peanut đang muốn đứng để có thể bảo vệ cho Doran biến về, nhưng Weibo cũng không có ý định là muốn hủy biến về của đối phương. Và sau đó thì hai bên là ai về nhà đấy mà thôi. Có vẻ như là Weibo cũng đã ngửi được cái mùi của Peanut ở khu vực nơi dưới, cho nên anh ta cũng chủ động đó chính là lùi về trước. Bây giờ thì cứ cho là cái lợi thế về lượng chất tướng vẫn là còn dành cho bên phía của FlyQuest, nhưng mà tiền thì Hanoi đang hơn. Nghĩa là họ hoàn toàn có thể đánh chậm ở trong khoảng sắp tới để có thể câu những cái lượng tài nguyên cần thiết tiếp theo cho những người chơi chủ lực của mình. Còn FlyQuest mới là đội cần phải vội, họ cần phải tận dụng được chất tướng. Khu vực đường giữa là nơi mà Watt đang bị áp lực, bắt buộc phải tung chướng khí ra để có thể chặn những cái tình huống lướt của đối phương. Nhưng sẽ rất nhiều, và cuối cùng đó là lính dứt điểm thành công. JK solo kill khu vực đường giữa. Một tình huống solo kill tính toán sát thương rất tốt đến từ JK khi anh ta có được sự hỗ trợ của một vài con linh đánh xa trong tiếng vừa rồi. Watt rất nỗ lực nhưng chiêu cuối của anh ta không kịp hồi lại. Và chừng đó thông tin là quá đủ để cho JK có thể tự tin và chém tới trong tiếng vừa rồi. Và đó là điểm hạ gục thứ 3 dành cho Hanoi Sport. Câu trả lời từ FlyQuest vẫn chưa có. Một cái tình huống nằm xuống nó cũng tương đối nặng. Khi mà Watt, ôi vô la băng ở khu vực đường trên làm chậm thành công được vào người của Masu và nhảy lên. Đến từ Doran, anh ta vừa mới né được thành công hợp chiếc điên loạn. Quay ngược trở lại và đường với gọi. Tuy nhiên lượng sát thương vào người của Masu là rất nhiều. Trở về nhảy của cánh và không thể nào cứu được. Nằm xuống mà hạ gục thứ 4 rồi. Và bây giờ nạn nhân
nằm xuống, đếm số lần thứ 5 đến từ bên phía của Flywest sẽ là Busio khu vực đường giữa. JK đang gặp khó khăn và đã phải nằm. Một mạng gỡ trở lại dành cho bên phía của Flywest ở khu vực đường giữa. Tuy nhiên, mọi lợi thế đang nghiêng về bên phía của Hanwalai. Hanwalai đánh rất bài bản trong tiếng vừa rồi và chúng ta có thể thấy Doran đánh chắc cú như thế nào khi mà anh ta quyết định là nhảy về để cho Masu không thể kết liễu được mình với những tình huống giật dày vò. Và rõ ràng là với từng đó chống chịu, Doran vẫn chơi cực kỳ an toàn và anh ta để cho Peanut là người có được hàng công chung cứu vừa rồi. Còn JK, anh ta quá tự tin trong một tình huống mà không biết vị trí đứng của Inspire là ở đâu. Và do đó anh ta bị dính rất nhiều khống chế, chiêu cuối, quăng giải băng, tất cả mọi thứ. Và điểm hạ gục dành cho Weibo mà thôi. Một đêm hai gục sáng giá dành cho bên phía của Flywest để giúp cho họ ít nhất là tìm kiếm cái hy vọng đánh nhau. Ở khoảng thời gian này nghĩa là họ vẫn đang giữ được một cái khả năng đánh nhau nhất định. Nhưng mà nếu như qua cái ngưỡng này mà để cho Hanwalai không bị gặp quá nhiều áp lực, họ vẫn thoải mái chơi game, thì đó sẽ là khó khăn. Tại vì hạn sử dụng đến từ bên phía của Flywest về cái mặt đội hình nó không thể nào bằng được so với Hanwalai phía bên kia. Bên kia là một con Yone, một con Kai'Sa về sau, chưa kể là Jack nữa. Cho nên Flywest sẽ cần phải tiếp tục là ráo riết tìm kiếm những cái khả năng đánh nhau. Nói chung là cũng hơi khó, chỉ có thể là Weibo cùng với Inspire tìm kiếm những tiếng bắt lẻ mà thôi, giống như những gì mà họ làm với JK trong tiếng vừa rồi. Vì dù sao đội hình bên phía Flyquest cũng đang có một con Cassiopeia cần phải tích triệu trường sinh và tích nước mắt, cho nên ngưỡng sức mạnh của nó cũng không phải là quá nhanh ở trong giai đoạn giữa game. Thì để xem bên phía Flyquest sẽ câu giờ như thế nào để cho Quad có thể tiếp cận với những lượng đồ cần thiết của mình. Trong đó thì Masu và Buzio rõ ràng là với bộ đôi cần phải thắng đường, họ đã không thắng được đường và thậm chí còn nằm xuống một lần so với bên kia. Lượng chỉ xuống thì luôn luôn là ngang bằng nhau. Có một chút lợi thế nhỏ dành cho Masu so với Viper là anh ta được hưởng nhiều lucky trụ hơn mà thôi. Còn rõ ràng là về điểm hạ gục hay là những cái chỉ số farm không hề chênh lệch nào cả, và đó đều là những thông tin không tốt về FireQuest. Và chưa kể đó chính là khu vực nửa trên, nơi mà đầu tiên đó chính là Doran hơn tiền so với lại Weibo. Rồi cả Peanut cũng là như vậy. Thêm khu vực đường giữa, khoảng cách chênh lệch trước đó tôi nghĩ là 1.000 tiền rồi. Ít nhất là Quad vừa mới dọn xong cái lính vừa rồi thì cái lượng tiền được rút lại một tí, nhưng vẫn đang là những cái chênh lệch rất là có lợi về bên phía của Hanwalai. Họ đang từ từ kiểm soát ván đấu và họ có thể là hình thành thế bóp nghẹt và Flywest ở phía bên kia cứ từ từ kiểm soát những cái mục tiêu thời điểm hiện tại. Đó là một lối đánh rất quen thuộc đến từ Hanwalai Shop mà thôi. Họ sẽ dần dần tạo ra được những tình huống macro di chuyển tốt hơn so với đối phương và sau đó bóp nghẹt đối phương với những lợi thế có thể là nhỏ, nhưng dần dần nó sẽ trở thành một cú thích khổng lồ. Tiếng trao đổi sát thương tốt đến từ JK và anh ta vẫn đang có góc đứng vị trí rất an toàn. Đã có những tình huống tỉnh táo hơn đến từ JK khi anh ta không biết rõ ràng vị trí đứng của tất cả thành viên phía FlyQuest, và do đó chỉ là một tình huống xuất hồn lên đơn giản lấy máu đối phương thôi, chứ không có ý định all in đến từ cái chân đường giữa Hanwalai Sport. Và bây giờ là quãng thời điểm mà chuẩn bị sẽ khiến được xuất hiện trong khoảng chừng 1 phút nữa, và hướng tập trung đến từ Hanwalai thì sau đây Peanut vẫn còn thời gian dư giả. Anh ta sẽ ăn con rồng này, một con rồng lửa, và sẽ là điểm rồng thứ hai trong trận đấu này. Cân bằng tỷ số 1 đều về rồng mà thôi. Về vị trí đứng của Inspire thì rất có khả năng là FlyQuest sẽ không quyết định cạnh tranh rồng. Tại vì nhìn về cái lượng tầm nhìn ở khu vực sông của Hanwalai nó quá vượt trội. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con mắt được cấm. Trong khi đó thì Inspire di chuyển lên khu vực nửa trên. Anh ta định chơi cái bài hồi nãy mà bên phía của Hanwalai xài, đó chính là tận dụng đối phương ăn rồng thì bắt đầu là di chuyển lên trên để có thể tìm kiếm người. Nhưng mà đã đi qua tầm nhìn cho nên bài đó bị vô hiệu hóa rồi. Trong khi đó khoảng trống sẽ tạo ra ở khu vực ở dưới dành cho bên phía của Hanwalai. Họ đánh đèn tương đối từ tốn, chưa quyết định băng trụ. Rất bình tĩnh đến từ Hanwalai Sword, và thậm chí ở khu vực đứng trên Doran có được thông tin Inspire đang đứng đây để có thể dịch dập mình. Anh ta lùi về vị trí an toàn và thậm chí là còn để cho Weibo đẩy tiếp một đợt lính nữa luôn, chứ chưa vội là farm lính. Anh ta vẫn đang đánh rất chắc chắn khi mà sự tập trung của các thành viên còn lại bên phía Hanwalai Sword vẫn đang ở khá là đông nửa dưới, và những lớp khiên trụ cuối cùng cũng đã vỡ rồi, không bóc thêm được lớp trụ đường giữa và đường dưới dành cho Viper và JK. Nhưng không sao cả, sự chênh lệch giữa người hai chơi đứng giữa vẫn đang là cực kỳ rõ ràng. Trong khi đó Viper, tôi nghĩ rằng với giao điện này anh ta cũng sẽ farm bù lại được lượng tài nguyên trong thời gian tiếp theo mà thôi, không phải một điều gì đó quá tệ cả. Một combo nhẹ nhàng đến từ JK và cấu đi cỡ tầm 1/4 cái máu của Quad, và cứ liên tục như vậy thì Quad rất là khó farm ở khu vực nửa dưới. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người chơi đường giữa hiện tại là 900 tiền và là hai quy lính. Mưa dầm thấm lâu thì chắc chắn là JK sẽ ngày càng khỏe hơn so với Quad mà thôi. Đợi cho Quad có được cái ngưỡng trang bị khỏe của mình thì chắc phải cỡ tầm phút thứ 35 của ván đấu, bên phía của Hanwalai kiểm soát con sứ giả ở khu vực ở trên và cũng không hề có bất kỳ một động thái nào để có thể tranh chấp từ bên phía của Flywest. Nếu mà cứ đánh như thế này thì Hanwalai lại càng hài lòng hơn. Thứ họ cần là tài nguyên, là cái khoảng thời gian farm dành cho cái chủ lực.
Rõ ràng là bên Phương Lai đang đánh rất đúng với những gì họ đề ra ban đầu. Từ lúc họ đảo đường cho tới tất cả những quãng thời gian di chuyển về sau, tất cả mọi thứ đều đang dồn tài nguyên rất chuẩn. Là một Zeka đang được farm, có điểm hạ gục nữa. Hơi đáng tiếc là một vài điểm hạ gục khác nó lại rơi vào tay Peanut hơi nhiều, chứ không phải là Viper hay Doran. Không sao cả, dù sao thì Sejuani vẫn là chất tướng. Nếu có đồ sớm thì sẽ trở thành một chút chặn uy tín cho đồng đội mà thôi. Zeka tiếp tục được cử ra cánh để báo công trình. Sát thương chẳng lại của Viper cũng là rất đau khi ta đã có dư đen rồi. Sứ giả thả ra đường giữa luôn để lấy đi trụ một này. 4 sâu hay không? Khả năng cao là bên phía Hawkeye sẽ có được trụ một mà thôi. Rất dễ dàng và thậm chí là lái con sứ giả để có thể làm trên. Gì đây? Lên top à? Cái đường này mà lái được lên top để có thể tông vào trụ thì thật sự là hơi ảo. Đến từ Venus lượn qua được một cái đường vòng. Ôi, cái góc cua đó hơi nhạy cảm một tí và kết quả là Venus đâm đầu vào tường và sau đó ta lùi về mà thôi. Nếu như muốn lái được lên tới trụ ở trên thì sẽ cần là ôm sát tường, bởi vì nếu như bạn cua rộng quá thì con sứ giả sẽ không quay kịp và bạn cũng sẽ bị đâm mặt vào tường ở khu vực đường trên mà thôi. Cho nên là Venus cố gắng cua sát bức tường đó để có thể tạm được tới trụ, người ta không thành công. Hơi đáng tiếc một chút xíu là Mifia Wildlife không thể tận dụng được tối đa tác dụng con sứ giả khiến đất vừa rồi, nhưng không sao cả, họ vẫn đã có được thứ mình mong muốn nhất, đó là trụ ở đường giữa của đối phương và mở ra thế kiểm soát ở con rồng thứ 3 của ván thi đấu này. Là một con rồng công nghệ rất hợp lý với đội hình đến từ Hawkeye Sport, cần tốc đánh, cần điểm hồi kỹ năng. Lựa chọn nha cho Hawkeye ở trong cái con rồng 3 nó sẽ rất dễ, họ đánh cũng được mà họ để cho đối phương vào trước rồi sau đó họ tìm cách đánh vào các thành viên của FlyQuest cũng được. Cho nên làm gì thì làm, bên phía của Hawkeye vẫn là đội được quyền cân nhắc nhiều hơn. Còn FlyQuest thì chắc chắn rồi, họ vẫn sẽ rất muốn để có một cái pha giao tranh mà tìm kiếm được cái khả năng ăn mặn dành cho Matsu, dành cho Weibo. Weibo đã có được rìu đen, lượng sát thương đâu ra là có, mặc dù bên phía bên kia có được Sejuani, nhưng mà đứng trước một con Urgot có rìu đen như thế này thì các thành viên của FlyQuest vẫn có thể vào đâm được. Đồng ý là như vậy. Và để xem bên phía của Hawkeye sẽ xử lý quãng thời gian này như thế nào đây. Tương tự là câu chuyện của FlyQuest, khi mà Quad mới chỉ có được cho mình đó là 4 số của Triệu Trường Sinh mà thôi. Anh ta vẫn cần 6 phút nữa để có thể hướng tới là full số Zeka. Cần phải cẩn thận nha. Tốc biến lên chương trình thành công và có chiến khí đặt ra, không thể nào lướt đi đâu được. Và kết quả là Zeka nằm xuống, một pha cam cực kỳ tốt của FlyQuest. Rất quyết đoán từ Inspire khi đó là tốc biến chiều cuối. Còn đường trên, Weibo cũng đã bị tấn công. Phản công bật lên làm chơi án và Viper lao thẳng về với bản năng sát thủ. Có luôn cái lần hút kinh hoàng, rất nhiều CC chung vào. Và chia sát thương đâm trụ là quá tuyệt vời từ bên phía của Hanwalai. Nửa trên có trụ, nửa dưới cũng có trụ. Và nửa dưới vẫn tiếp tục đánh nhau khi mà Venus đang bị tấn công. Anh ta vẫn có thể lùi về được với chức tướng của Sejuani. Những liên tục là trao đổi đến từ cả hai bên đều là một trụ một mạng đổi với nhau. Những nỗ lực rất đáng khen ngợi đến từ bên phía của FlyQuest để có thể thoát ra khỏi tình huống khó thở này. Họ đang bị Hawkeye bóp nghẹt với những tình huống di chuyển macro, và lần này FlyQuest là đội chủ động hơn trong một tiếng bắt lẻ ngược trở lại vào vị trí của Zeka. Và điểm hạ gục nó được dành cho Quad rất tuyệt vời, khi mà con Cassiopeia trong tay của trên đường giữa đến từ FlyQuest vẫn đang cần rất nhiều tài nguyên. Đã có được cho mình là quyền trượng thiên sứ rồi, nhưng mới chỉ là 300 điểm nước mắt mà thôi. 5 phút đến từ trượng thiên sinh, vẫn cần ít nhất là 5 phút nữa để có thể hoàn thành được tối đa số trên cả hai trang bị này đến từ con bài Cassiopeia, thì lúc đó FlyQuest mới thực sự có một đầu ra sát thương uy tín thứ hai để có thể song hành cùng với Matsu. Còn Hawkeye, họ tấn công rất tốt vào cánh trên khi mà thông tin ở cánh dưới đã không còn kiểm soát nữa. Inspire không tốc biến, anh ta có thể nạn nhân ở đây. Làm chuyến thành công, chồng thêm cả suy tâm kích, làm chuyến bằng nội tại của Peanut. Và đó là ba cái làm chuyến chuẩn xác. Weibo có mà, nó không có quá gì tác dụng, tuy nhiên người tới hiện tại đó chính là Watt, tung ra hóa đá. Zeka đang cố gắng bọc đầu, anh ta tiếp cận một người đối phương chặt liên tục, Watt cực kỳ thấp máu và trở về dạng cứu cánh. Đó là hợp chiếc điện loại không có quá nhiều tác dụng và sau đó delay bị cao tơ một chút khi mà tốc biến tốt từ bên phía của FlyQuest. Nhưng Buse đang bị tiếp cận, Doran cũng dừng lại một nhịp và họ lùi về, họ hài lòng với việc có được màn hạ gục, có được trụ một khu vực đường dưới và có thể là sẽ có luôn cả rồng. Rất hài lòng đến từ bên phía Hawkeye Sport là đằng khác khi họ đã có được hai điểm hạ gục, trụ một đường dưới của đối phương và sau đó là cả con rồng thứ ba ở ván thi đấu này để đẩy lên được tỷ số rồng là 2-1, có lợi dành cho bên phía Hawkeye Sport nữa. Một tiếng giao tranh rất tuyệt vời, khởi đầu với một pha bắt lẻ đến từ bộ ba của Hawkeye Sport. Tất cả chiêu cuối, chính xác hơn là tất cả hình khống chế, làm choáng rất nhiều nhịp được dồn vào rất chuẩn xác, và những đòn đánh thường đến từ đoàn là cực kỳ chất lượng khi ta cũng đã có cho mình là tam hợp kiếm rồi. Và sau đó Weibo rất nỗ lực chiêu cuối cũng là ổn đến từ Quad nữa, nhưng sau đó là một pha bắn chiêu cuối của Weibo nhưng hình như lại trúng vào Doran chứ không phải là Peanut, và sau đó là người chơi đi rừng của Hawkeye vẫn có thể rút lui về vị trí an toàn. Và Doran vẫn rất đanh đá với lực đồ anh ta cầm trên người, và anh ta hiểu được rằng sức mạnh của bài rắc này là lớn như thế nào trong quãng gian hiện tại. Rất quyết đoán đến từ bên phía của Hawkeye Sport, và chiến thắng cho pha tranh rồi là rất tuyệt vời. Khó giai đường trên của FlyQuest, mặc dù là anh ta cũng rất nỗ lực. Bây giờ thì đang là Cam và Zeka ở nửa dưới. Zeka có tốc biến, Weibo thì không, mất Q3 rồi. Quyết định từ
Weibo là gì đây? Dừng lại nhưng mà không thấy rõ được cái cơ hội của mình. Tại vì nếu như mà chiêu trượt thì Weibo bị ăn chặt ngược trở lại. Lượng sát thương cũng rất nhiều từ JK, không phải ít đâu. Cho nên đánh an toàn, anh ta vẫn đang là người cầm được những cái điều kiện giao tranh nhất định dành cho đội hình. Quan trọng là cần phải có một cái tình huống dùng chiêu cuối thật sự chuẩn xác của Weibo vào thành thị vấp máu để ít nhất là có một pha hoảng sợ đẹp. Chứ không thì rất khó để có thể giao tranh với Hàn Quốc lại phía bên kia. Thứ nhất á, là cái ngưỡng sát thương đầu ra đến từ Matsu cộng với là Weibo bây giờ đang bị hạn chế dần. Gặp nhau ở khu vực này, đó là Weibo chuẩn xác và Weibo bắt buộc phải lùi về với khinh thị. Nhưng mà vẫn đang chặn liên tục, đó chính là JK. Combo hơi mù mắt một tí vì đó là 1, 2, 3 chiêu trượt đến từ bên phía của Hàn Quốc là Vô Lao Băng, là Đoạt Mệnh và là Weibo của JK. May là Weibo cũng không gọi là chiêu cuối trượt thêm một lần nữa, trả ngược lại, không thì tất cả mọi thứ là rất là mù mắt. Không sao cả, đó là một tình huống mà lấy máu đến từ bên phía của Hamline Sport và đòi lại được thế kiểm soát không được dưới mà thôi. Mặc dù cũng có một nhịp di chuyển xuống của một thành viên nào đó từ FlyQuest để có thể đảm bảo rằng Weibo sẽ lùi về nhà an toàn. Và Weibo vẫn đang thở được ở trong tình huống vừa rồi. Hamline đang tập trung tương đối nhiều người lên cánh trên này. Họ đã có được trụ một ở khu vực đường trên chưa? Đã có được từ nãy rồi. Và đang muốn tạo thế để kiểm soát Baron một cách đơn giản hơn. Rất nhiều mắt được cắm ra đến từ D-Line. Nãy giờ anh ta di chuyển cực kỳ rộng và điểm tầm nhìn cũng đang là 76 ở khoảng thời gian mới chỉ là 22 phút mà thôi. Rất nhiều đến từ D-Line để có thể đảm bảo rằng tất cả thông tin đến từ FlyQuest đều sẽ được nắm giữ. FlyQuest gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm này. Thứ nhất là họ không tìm cớ ép cho ra được so với đối phương vì đội hình của họ đang bắt đầu là vào cái ngưỡng 50-50 rồi. Nghĩa là Hanwhalai đã hơn tiền đủ để có thể là những pha giao tranh không bị thua thiệt quá nhiều so với FlyQuest, hay thậm chí đã hơn. Khi đủ hai đồ từ JK, đủ hai đồ từ Venus, sát thương có, chống chịu có và áp lực cánh cũng là rất nhiều với Doran, hai món trang bị là Tam Hợp và Giáo Thiên Ly. Trong khi đó phía bên kia, Weibo sao hàng lại tình huống mà dù đang ta farm hơn so với lại đường trên của đối phương. Nhưng mà thua về mạng thì dẫn đến việc là thua về đồ. Thua về mạng, thua về những lớp kiên trụ nữa khi mà Hangulai Sport đã có được tổng cộng là 3 trụ rồi. Trong đó bên phía FlyQuest chỉ là 2 trụ mà thôi, cho nên cộng thêm 4 điểm hạ gục thì Doran chắc chắn sẽ hơn đồ và hơn gần 700 tiền so với vị trí của Weibo bên kia là điều mà chúng ta có thể hiểu được. Vấn đề là bên phía Hangulai Sport sẽ đánh giá tình huống Baron này như thế nào đây. Họ đã có ngưỡng sức mạnh với một con Kai'Sa, một con Yone và Zac, hai trang bị lớn. Và họ muốn mở Baron chưa? Câu trả lời đang là có. Inspire đang đứng khóc một mình ở cánh trên. Thông tin chưa quá rõ ràng đến từ bên phía của FlyQuest. Họ vẫn đang sợ là Hangulai Sport đang nấp trong một cái bộ đồ đó. Inspire đang dẫn đầu đoàn quân. FlyQuest đang tiến vào, Bộ Lao Băng dính thẳng vào vị trí người trên đi rừng của FlyQuest và sau đó Baron dành cho Hangulai Sport. Giao tranh bắt đầu nổ ra khi mà di chuyển tới đến từ Weibo, lao xuống và dùng luôn cả lời quyền sở hữu sầu giữ được rất nhiều người. Có được mạng của D-Line và hai mạng cho bên phía của FlyQuest. Họ đang phản công, Weibo lao lên như một cỗ xe tăng và có được mạng hạ gục tiếp theo. Đó là 4 mạng nằm xuống từ Hanwhalai. Và con Baron này đang âm tiền từ Hanwhalai, còn FlyQuest tìm kiếm được cơ hội phản công thành công. Tiếp tục là một tiếng tấn công rất quyết đoán đến từ Inspire khi chiều cuối xuống, tốc biến xuống chiều cuối chúng tất cả thành viên của Hanwhalai Sport ở trong hàng Baron trong tiếng vừa rồi. Và một tình huống mà D-Line cố gắng ở khu vực đường trên, chính xác là anh ta nhảy ngựa lên khu vực cánh trên và cầm chân các thành viên FlyQuest, lại trở thành một tình huống không hay một chút nào cả khi mà Weibo có thể mượn anh ta với một mục tiêu đang là cực kỳ thấp máu. Và thứ hai pha này tôi nghĩ rằng Hanwhalai đã có thể lùi về rồi, nhưng mà họ lại quá tự tin vào lượng sức mạnh của mình. Do đó thì D-Line nằm xuống. Thực ra là Weibo lại là mượn vị trí của Doran và gián hoảng sợ Viper khiến cho xạ thủ của Hanwhalai cũng nằm xuống luôn theo. 4 điểm hạ gục dành cho bên phía của FlyQuest. Rõ ràng là một tiếng Baron, côn Baron là tốt, nhưng xử lý sau như thế nào sau cái Baron đó không tốt chút nào. Rõ ràng nãy giờ chúng ta vẫn đề cập rất là nhiều về sức mạnh đến từ Weibo vẫn là có. Cho nên bên phía của Hanwhalai cần phải cẩn thận với điều đó. Một nơi giao tranh mà chưa kể đối lượng sát thương đến từ Inspire cũng là nhiều nữa. Và là bằng thành công giữ chân được vào người của Inspire, và Inspire đang bị bắn liên tục nằm xuống ngay lập tức. Viper là người có được mạng hạ gục và bên phía của Hanwhalai vẫn đang còn hình như là một bùa lệ Baron, đúng không? Cho nên họ vẫn có thể tiếp tục là tận dụng bùa lệ Baron này để có thể là tìm kiếm vào thêm công trình của đối phương. Bùa lệ Baron cuối cùng đến từ các thành viên Hanwhalai Sport sẽ nằm trên người của JK, và đó là một tình huống bắt lẻ rất chuẩn xác vào thời điểm đến từ bên phía của Hanwhalai Sport khi họ đang có một thế đẩy đẹp ở đường giữa và đường dưới. Và sau đó với việc là Inspire đang nằm xuống như thế này, Hanwhalai hoàn toàn có thể lựa chọn giữa việc lấy trụ ba hoặc là lấy con rồng bản lề này để xem họ sẽ xử lý như nào đây. Đẩy tiếp sẽ hơi nguy hiểm khi đối phương vẫn đang còn tương đối nhiều thành viên ở nhà. Lấy rồng sẽ là một phương án an toàn hơn. Rồi, hài lòng với lại con rồng 3 dành cho đội hình của Hanwhalai và là con rồng thứ 4 của bán đấu. Trong khi đó bên phía của FlyQuest thì chỉ có thể là co cụm phòng ngự, tại vì họ đang thiếu người. Thiếu người quan trọng nhất là người chơi đi rừng của mình. Rồng 3 sẽ có rất là dễ dàng dành cho Hanwhalai. Và áp lực trong linh hồn rồng ở trong con rồng tiếp theo
nơi mà Watt ít nhất là với Fajeran vừa rồi đồng đội gỡ mạng được, thì anh ta cũng đã có được ngưỡng 3 đồ để có thể tìm kiếm cơ hội giao tranh trong con rồng quyết định của ván đấu. Đây là lúc mà Quát thực sự phải cần lên tiếng khi anh ta đã có một con Cassiopeia cấp độ 16 với 3 món trang bị lớn. Và đều là những món trang bị cực kỳ là chuẩn bài dành cho một con Cassiopeia ở trong một thế trận như thế này rồi. Ơi, Doran vừa mất nhảy vừa mất phản công và khinh thị làm chậm thành công đến từ Weibo. Không có thêm quá nhiều áp lực khi mà lượng chia đến từ FlyWest cũng không có quá nhiều để có thể tấn công tiếp vào người của Doran. Doran khá là nhanh, người ta có giày thủy ngân, tình huống làm chậm đến từ Weibo nó không kéo dài quá là lâu và câu đủ thời gian để cho Inspire có thể tới được. Và với việc bên phía của FlyQuest kéo quá nhiều người lên cánh trên, có thể bắt lẻ ở vị trí Doran đang mở ra khoảng trống ở cánh dưới dành cho Zeka và Venus. Họ đang lấy đi được một lượng lớn máu công trình của trụ ba đường dưới từ FlyQuest rồi. Một con Baron đã hết hiệu lực và không thể coi đó một con Baron thành công được khi mà tất cả những gì họ làm được ở sau đó là thêm một con rồng bản lề lấy điểm hạ gục của Inspire và một trụ hai ở khu vực cánh dưới mà thôi. Thì để xem bên phía Hanwalai họ sẽ xử lý như thế nào trong quãng thời gian này, một quãng thời gian mà tương đối yên bình, không có mục tiêu lớn và cũng không có nhiều lắm những lý do để có thể giao tranh với đối phương. Đơn giản là hai bên chuẩn bị chờ cho con rồng tiếp theo của bán đấu ra đời và đó sẽ là có thể giao tranh quyết định dành cho bán đấu này. Khoảng cách chênh lệch về tiền mới là có dành cho bên phía của Hanwalai với tầm 3.000 tiền hơn, với áp lực về mặt linh hồn rồng công nghệ khiến cho bên phía của FlyQuest là đội khó chọn lựa hơn trong con rồng tiếp theo của bán đấu. Mọi thứ vẫn đang nghiêng về bên phía của Hanwalai mà thôi. Còn FlyQuest họ vẫn sẽ cần những cái pha thi đấu xuất thần, đặc biệt đó chính là Inspire. Nếu một cái lời nguyền xếp bô sầu của anh ta trúng được nhiều thành viên và có những cái thành viên quan trọng trong đó như là Viper, như là JK thì là cơ hội phản công dành cho bên phía của FlyQuest. Một tình huống phát động tấn công từ bên phía của Hanwalai nhưng mà rút về. Sau đó thì Inspire đu theo giữ chân vào của JK, có luôn cả lời nguyền xếp bô sầu người dịch chuyển xuống, đó chính là vị trí của Weibo tấn công liên tục vào người Delay. Delay mất tốc biến, hợp chí Delay không trúng ai cả nhưng vẫn có định mệnh phải gọi và tất cả sát thương đang chồng vào người Delay. Hoảng sợ được thêm vào Peanut, phía bên kia JK bị zone đi và bây giờ Masu đang tung ra những cái điều nhảy chết chóc của mình. Masu có được màn hạ gục của Peanut. Các thành viên của FlyQuest đang thực sự khởi sắc trong hai pha giao tranh liên tục. Đó là lý do vì sao mà chúng ta đang lựa chọn Inspire là thành viên quan trọng nhất đội hình của FlyQuest ở trong những tướng từ nãy tới giờ. Bên phía của FlyQuest có 7 điểm hạ gục, có 8 điểm hạ gục thì Inspire đóng góp 8. À chính xác là Inspire đóng góp 7 ở trong đó với những tiếng chiều cuối rất tuyệt vời. Bây giờ thì Viper muốn gước ạ. Anh ta có được không đây? Sát thương là đủ và có thể ra một kill dành cho vị trí của Viper. Một tình huống quá kinh khủng đến từ xạ thủ của Hanwha Esports. Khoảnh khắc ngôi sao. Wow. Một pha cân 2, thật sự là cân 2 với bản năng sát thủ. Đây mới thực sự là cái bản năng sát thủ một con Kai'Sa, một người chơi Kai'Sa cần có. Và bây giờ thì mọi thứ nó bỗng dưng trở nên rất cân bằng đến từ cả hai bên. Chính xác liên như tục là những pha giao tranh mà trước đó FlyQuest có lợi, cứ ngỡ là Hanwha gặp khó nhưng không, Viper lên tiếng và kéo lại được thêm lợi thế dành cho bên phía của Hanwha. Rất tuyệt vời đến từ vị trí của Viper trong tiếng vừa rồi. Nếu như anh ta không có được một pha xử lý xuất thần như vậy thì rất có thể là bên phía FlyQuest đã có thể chạm tới trụ 3 khu vực đường giữa của Hanwha Esports rồi. Nhưng chúng ta không thể nào. Wow, nhưng đây thì tấn công từ trước đó, một pha đu rất ảo đến từ Inspire. Và đây không phải lần đầu tiên anh làm điều đó. Anh ta đã từng thể hiện được tiếng đu một nửa màn hình như này rồi, tạo tiền đề để cho Weibo có thể đáp xuống với một tình huống chiêu cuối trúng delay. Và sau đó hoảng sợ được vị trí bắt đến phía bên kia thì anh ta cùng với Quát, mặc dù chiêu cuối không chính xác nhưng đã dồn được vị trí Viper ra. Bây giờ Weibo bắt lẻ ở đây. Weibo anh ta còn tóc biến được đầu tư và kích móng vuốt Zerat. Tuy nhiên Weibo vẫn đang bị tấn công, anh ta vẫn có thể lui về được. Còn Peanut đang là người bị kẹt lại. Chiêu cuối đã tung ra giữ chân thành công và đó là một cái mũi khoan tử thần. Nhưng còn Viper lao vào, anh ta dùng bản năng sát thủ tóc biến lên đến từ Buiso hỗ trợ gia đội của mình. Và lần này Viper đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh ta bấm đồng hồ không dứt điểm thành công được Weibo. Trong khi đó hai thành viên của FlyQuest đang tấn công liên tục vào Doran. Doran phải chạy không thành công vì hóa đá tung ra từ quá 1, 2, 3 mẹ hạ gục và mọi thứ đang nằm trước mặt của FlyQuest. Một ván thi đấu đang rất khó lường đến từ Hanwha Esports và FlyQuest khi mà liên tục là các thành viên của cả hai bên thi nhau tỏa sáng. Và vừa rồi là một nhịp mà Weibo anh ta trụ rất lâu với cái bóng vuốt Stark trên người và anh ta câu được thời gian đủ để cho Buiso và Inspire tới hỗ trợ. Và cuối cùng người nằm lại là Peanut. Và trong một nỗ lực tạo ra khoảnh khắc ngôi sao tương tự thì Viper lần này ta không thành công. Anh ta lại là người bị bắt lại trong tiếng vừa rồi với một pha đâm bản đá sát thủ vào quá sâu. Lớp giáp đến từ khinh thị, lớp giáp đến từ bóng vuốt Sterak và lớp khiên được búp thêm đến từtừ Buiso là quá nhiều là để cho bên phía của Hanwha Esports có thể triệt tiêu được người chơi đường trên của FlyQuest. Và cuối cùng Peanut là người làm lại. Viper rất nỗ lực khi ta tìm kiếm tuyệt chí kích chúng
Anh ta lao vào nhưng tiếp tục lớp giáp được cộng thêm quá nhiều đến từ một con bài Urgot này. Và đó cũng là thời điểm mà vỏ bọc thích nghi Jaxo vẫn đang cung cấp cho Weibo rất nhiều hiệu ứng khống chế cũng như là lớp khả năng chống chịu. Và do đó bên phía của FlyQuest, Phoenix đi chắc rồi. Anh ta vừa mới dùng đột kích băng giá nhưng là đột kích về bảng điểm số mà hạ gục thứ 12 dành cho bên phía của FlyQuest. Họ ngắt nhịp linh hồn rồng, họ có được bùa lợi Baron và giờ là lúc để họ có thể gỡ gạc lại được những gì họ đã mất từ nãy tới giờ. Lượng tiền chênh lệch bây giờ đang gần như là không có nữa rồi. Khi một phút thứ 30 chỉ chênh nhau khoảng chừng 500 vàng đến từ cả hai bên mà thôi. Một con Baron đang đem chưa nhiều lợi thế lắm trên bên phía của FlyQuest, nhưng đó là con Baron họ khai thác được nhờ vào một pha giao tranh lỗi đến từ bên phía Online Sport. Và vừa rồi Pinat cũng có một nhịp mà anh ta cố gắng để lấy điểm đi hồn dầm cho đội của mình nhưng không được. Và mọi thứ đang rất là khó đoán. Tôi thực sự là cũng không hiểu từ nãy tới giờ hai bên đang có những tình huống di chuyển như thế nào nữa. Khi mà hàng loạt quang cũng rất nhiều, FlyQuest cũng có những tình huống như vậy. Nhưng đúng là thật, một ván thi đấu giữa hai nhà vô địch LCK và LCS, mọi thứ vẫn chưa thể được lường trước khi đây đã là phút thứ 31 rồi. Rồi, bắt đầu vào áp lực vào trụ 2 khu vực đường trên từ bên phía của FlyQuest. Tầm tấn công của họ thì sẽ hơi bị hạn chế tại vì tầm đánh của Cassiopeia với lại Kalista là không quá dài để có thể tấn công liên tục, cho nên có thể tấn công cách từ từ mà thôi. Khả năng phòng ngự cũng là tương đối từ bên phía của HanOnline khi mà có mặt Viper với con Kai'Sa đã là 3 món trang bị rưỡi và dự lính rất nhanh. Trong khi đó Volibank tung ra giữ chân thành công, Masu có sự hỗ trợ đến từ đồng đội và tầm có thể lùi về. Và lao lên của JK bị trả sát thương ngược trở lại, tuy nhiên lượng sát thương đầu ra của JK là không phải ít. Và sẽ là tiếng lùi về đến từ FlyQuest mà thôi. Như vậy vẫn là một con Baron không quá thành công đến từ FlyQuest khi mà nó chỉ khai thác được khoảng chừng gần 2.000 tiền cho đại diện hạt giống số 1 của LCS mà thôi. Và với hai con Lightspot cần phải siết chặt tay lại, họ đã có những quãng thời gian thi đấu quá lỏng tay từ nãy tới giờ. Và nó đang khiến cho họ phải trả giá bằng một lượng lớn tiền chênh lệch bị mất đi hoàn toàn chỉ sau một vài pha giao tranh mà thôi. Tình huống giao tranh ở khu vực hang rồng trước đó cũng là một pha giao tranh lỗi đến từ hàng Lightspot, nhưng nhờ vào sự tỏa sáng của Viper họ mới không để mất đi quyền kiểm soát khu vực đường giữa này. Nhưng rõ ràng một tình huống tấn công được vào đường trên để bắt vào vị trí của Vipo là không tốt một chút nào cả. Và nó khiến cho ván thiếu này đang thực sự cân bằng đến từ cả hai bên. Và món trang bị mà Vipo lên cũng rất là tốt, cũng rất là thú vị nha. Anh ta lên cho mình là một cái huyết giáp chúa tể, và cộng thêm đó là một vài món trang bị sát thương nữa như là Sterak, như là Dìu Đen. Những cái món trang bị cung cấp rất nhiều máu và sát thương, những chỉ số cực kỳ phù hợp với một con chất tướng như là Urgot. Cái lượng đam đầu ra của Hanoi tầm này thì cũng gọi là bắt tiếp chưa... à? Bắt vào người của Weibo, có luôn cả bản năng sát thủ lao thẳng vào. Weibo đang bị tấn công liên tục, hợp chất điên loạn, giữ chân ngược trở lại và Weibo vẫn đang cố gắng lùi về. Anh ta vẫn đang lùi về, trở về dạng cứu cánh, và Weibo lần này đã phải nằm xuống bàn cục chấm dứt. Nó dành cho Viper, sau đó thì JK bắn thẳng vào, Inspire tới nhưng chưa kịp tung chiêu cuối. Còn Doran thì đã kèn quen vào tuyến sau là double kill cho Viper. Một pha phát động tấn công cực kỳ thành công, đó là triple kill, hóa đá được rất nhiều người, nhưng nó không thể nào làm được bất kỳ điều gì cả. Quarter kill dành cho xạ thủ của HanOnline và họ sẽ kết thúc ván đấu đầu tiên. Một ván thi đấu rất là khó lường khi mà liên tiếp là những tiếng bắt lẻ, và cứ một tiếng bắt lẻ được diễn ra là một bước ngoặt của giao tranh. Và vừa rồi Weibo đã nằm xuống một pha thi đấu mà sát thương được dồn vào tốt hơn đến từ HanOnline Sport, và đường trên của FlyQuest nằm xuống cũng là kết cục của nhà chính FlyQuest đến từ bản đồ thứ nhất mà thôi. 1-0 dành cho HanOnline Sport. Và đây cũng là một cái màn hyper carry cực kỳ lực đến từ xạ thủ của HanOnline. Cứ ngỡ như có những pha giao tranh mà HanOnline gặp nhiều khó khăn, nhưng một mình Viper đã gồng gánh được tất cả, và water kill cuối cùng dành cho anh ta cũng là cực kỳ xứng đáng. Còn phía bên kia FlyQuest thì thật sự họ